Xin hân hoan chào đón các anh chị em bằng hữu. Chúng ta cùng tụ về đây để chia vui ngày 40 năm anniversary của Thạch Huyền. Thạch Huyền đâu? Thưa quý vị, 40 năm già, 40 năm làm vợ chồng, biết bao nhiêu sự thăng trầm, vui buồn, khó khăn trong cuộc sống. Với đôi bàn tay trắng và đôi chân vững bước qua mọi gian lao trở ngại phía trước, tay trong tay cố gắng tạo dựng một mái gia đình ấm cúng. Muốn mơ đàn con lớn lên trong khỏe mạnh thành đạt như xứ người, để được hãnh diện với bà cha mẹ đang sống khó khăn như nơi quê nhà. Cụ giờ đây đã già hết rồi, mình phải lo cho các cụ vẫn làm con được may mắn sinh sống ở xứ người. Vào hết rồi bác, đẹp lắm. Còn các anh chị em thỉnh thoảng gửi chút quà lễ thảo của ít lòng nhiều, khó khăn ôi nhiều nhiều lắm, kể không hết. Nhưng vợ chồng vẫn luôn bên nhau, không hề than vãn, vẫn cứ tươi cười cùng nhau gánh vác. Vâng, vợ chồng Thạch Huyền vui tươi mời các anh chị em bằng hữu đến nhân ngày 40 năm thành hôn. Và tất cả các anh chị em đều nở nụ cười trên khuôn mặt rạng rỡ, đã nói lên sự ái mộ của đôi vợ chồng Thạch Huyền thành công và hạnh phúc. Xin chào microphone lại cho cái anh ấy xin một tiếng chương trình hôm nay. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
các bạn ơi, ủng hộ cho mình xin một sub, ấn cái chuông nhé, và like, ấn ngón tay trỏ lên nhé, chia sẻ video ủng hộ cho mình với. Cảm ơn các bạn thật nhiều.